Sama Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Hôm nay sở dĩ chọn cái đề tài này á, nó cũng tiếp theo cái đề tài tuần trước, vì tuần trước nói về lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo Nguyên Thủy, và cũng có phân tích là lý tưởng Bồ Tát ở trong Phật giáo Nguyên Thủy khác với lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa như thế nào. Tức là trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng chấp nhận khái niệm Bồ Tát, cho rằng Bồ Tát là những chúng sanh đang tìm cầu sự giác ngộ, cho nên vẫn chưa phải là bậc giác ngộ. Nhưng mà có một cái điểm cao hơn những chúng sanh bình thường ở chỗ những chúng sanh mà được gọi là Bồ Tát á, thì đã phát nguyện tu tập trở thành một vị Phật toàn giác. Và sự phát nguyện này nhé, đã trải qua rất là nhiều giai đoạn, và đến khi mà gặp được một vị Phật và phát nguyện gặp được một vị Phật, nghe được một vị Phật giảng á, nếu thì trình độ của vị này rất là cao, cho nên nếu như khi nghe vị Phật đó giảng mà vị này phát triển thiền quán sẽ chứng được quả A-la-hán ngay trong lúc đó. Nhưng vị này vì cái tâm đại từ rất là thương chúng sanh, muốn sẽ trở thành một vị Phật toàn giác để mà hướng dẫn cho chúng sanh, cho nên là nếu nếu như tiếp tục thiền quán nữa thì sẽ đắc chứng đắc đạo quả thanh văn. Nhưng mà ngài dừng lại, và ngài từ đó ngài chỉ bồi bổ các ba la mật cho đầy đủ, để đến một ngày cuối cùng khi mà ba la mật tròn đầy thì ngài sẽ trở thành một vị Phật toàn giác. Còn trong lý tưởng Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa thì một vị Bồ Tát là một vị đã chứng ngộ rồi nhưng mà chưa có vào Niết Bàn, còn ở lại trong ta bà, ở lại trong luân hồi để mà cứu độ chúng sanh. Thành ra đây là hai cái lý tưởng khá là khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình đặt ra một cái vấn đề nữa đó, khi mình nói rằng là mình tu tập là để thành Phật. Thường thường là ai cũng nghĩ rằng là mình tu tập á, là cũng phải có một cái kết quả cuối cùng, thì có người nói rằng tu cho bớt khổ thôi. Nhưng mà bớt khổ tới cái mức độ nào? Quý vị biết rằng khi một người mà mình tu tập á, mà bớt khổ thì cái mục tiêu của việc diệt khổ là gì? Trong bài tự kinh chuyển Pháp Luân mà định nghĩa về tự diệu đế thì sự thật thứ nhất là khổ, sự thật thứ hai là nguyên nhân của khổ, sự thật thứ ba là sự diệt khổ hay là niết bàn, và sự thật thứ tư là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy sự diệt khổ, cái trạng thái không còn khổ, cái trạng thái tịnh lạc, cái trạng thái đó chính là niết bàn. Và chỉ có những người nào mà thật sự giác ngộ đó thì người đó mới chứng ngộ niết bàn. Những bài kinh Đức Phật ngài kể lại cái sự đi tìm cầu của ngài, ngài kể lại câu chuyện từ khi ngài còn Bồ Tát, ngài còn là Bồ Tát Khổ Minh đó, như là Bồ Tát Sumedha, rồi ngài đi ở trên cõi trời Đâu Xuất ra sao, ngài xuống và rồi ngài giáng sinh vào cõi người ra sao, ngài chọn lựa quốc độ, chọn lựa cha mẹ, chọn lựa tuổi của cha mẹ, vân vân. Ngài cũng kể lại cái giai đoạn ngài vừa mới từ bỏ cung điện đi ra. Thì có cái bài kinh là bài kinh Thắng Cầu đó, trong luật đó, thì có kể lại Đức Phật ngài nói về giai đoạn tu tập của ngài. Thì giai đoạn đầu 6 năm đầu mà ngài tu khổ hạnh đó, thì hầu như bất cứ cái khổ hạnh nào người ta từng áp dụng thì ngài đều đã áp dụng qua cả. Chẳng hạn như ăn là một ngày chỉ một hộp mè, rồi là không ăn, rồi là mặc áo là vỏ cây, rồi mặc áo là da thú, rồi mặc áo là lông, rồi thì những cái bài kinh như vậy mà mình diễn tả cái đoạn mà Đức Phật ngài đi tìm cầu chân lý đó, mà bao nhiêu cái khổ sở, bao nhiêu cái đau đớn mà ngài đã trải qua, thì mình cảm thấy rằng một người đi tìm mà đạo mà không có thầy đó rất là cực khổ. Rồi 6 năm như vậy, và cuối cùng
bao nhiêu nỗ lực mà ngài ngất xỉu, mà trí tuệ thì chưa có thấy đâu cả. Thì cuối cùng ngài mới nghĩ, ngài mới nhớ lại là ngày xưa khi mà ngài còn nhỏ, khi mà ngài mới có 6 tuổi thôi, theo một lần theo vua cha đi xuống dự cái lễ hà điền, thì ngài ngồi dưới gốc một cái cây hồng táo và ngài ngồi thiền trong một cái trạng thái rất là an vui, rất là tịch lạc, và ngài đã đi vào được sơ thiền. Thì ngài mới thấy rằng là nếu như mà muốn phát triển trí tuệ thế, thì cái tâm phải có cái trạng thái an vui tịch lạc như vậy mới được. Chứ còn cái tâm trạng và cái thân thể mà gầy còm ốm yếu và cái tâm mà khổ sở như này đó, thì không thể nào mà chứng đắc được các cái trí tuệ. Thì hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh là một người là có đầy đủ sức khỏe, cái trạng thái tinh thần thoải mái, cái trạng thái thân mạnh khỏe, và một bên thì gầy còm ốm yếu đuối và chỉ còn da bọc xương. Thì mình cũng thấy rõ ràng rằng là như vậy đó, là ngài đã sau 6 năm đã thực hành hết tất cả, thì ngài mới phát hiện ra một cái bài học rất là quý giá cho bản thân ngài. Bởi vì thời bấy giờ đó, rất là nhiều người đạo sĩ, và hầu như đạo sĩ nào cũng tin rằng phải tu tập khổ hạnh mới được. Thì bản thân ngài á, cũng phải tu như vậy, quá thử có đạt được hay không, nhưng mà cuối cùng thì ngài không có đạt được. Tuy vậy đạo Bà La Môn á, người ta vẫn không tin như vậy đâu. Được Phật nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, có một sư cô tên là Lưu Bích Thủy, cô từ bên Mỹ qua. Sư cô nhưng mà không phải sư cô Phật giáo, mà sư cô tu theo Ấn Độ giáo. Và sư cô này là quen với Thượng tọa Bụ Trí ở bên Mỹ, ở Kentucky. Cho nên là Thượng tọa Bụ Trí giới thiệu qua đây để liệu pháp với quý sư giúp đỡ. Thì khi mà sư cô đó đi qua Ấn Độ đó, thì tới gặp liệu pháp để nhờ dắt đi đăng ký visa này kia, xong rồi là đi dắt chỉ cho cô cái cách để cô đi lên trên núi ấy, trên Hy Mã Lạp Sơn, để cô kiếm một cái hang thiệt là cao. Cô nói là cô phải kiếm một cái hang mà cao khoảng 3.000 mét trên mặt biển. Thì hỏi cô là bây giờ cô lên đó để làm gì. Cô nói rằng là theo cái pháp tu của bên Ấn Độ giáo, của Bà La Môn của bên cô đó, tức là một người mà muốn tu hành mà đắc đạo đó là phải thực hiện cái pháp tuyệt thực. Và cái pháp tuyệt thực của cô á, tức là trước khi đi thì cô mua chanh tươi á, cô về cô sắc mỏng ra, rồi cô cho đường cô ảo lên và cô để cho khô đó. Thì cô nói rằng là cô sẽ tuyệt thực 108 ngày, và mỗi ngày cô khi nào mà cô khát nước đó, thì cô chỉ ngầm một lạc gừng này thôi, và cô ngồi trong cái hang lành cô hành thiền. Và khi mà cô mà hành thiền đó, tới cái mức mà mặc dù ở trên núi, mặc dù mà có tuyết hay là lạnh lẽo như vậy đó, nhưng mà khi mà cô hành thiền mà cô giữ vần cái khí trong người đó, mà có nhiệt đó, thì thậm chí cô không cần mặc áo quần, không cần mặc y áo nữa. Thì khi đó liệu pháp mình nói rằng á, mình đọc kinh thì mình thấy là Đức Phật ngài cũng đã từng tu khổ hạnh, ngài cũng đã tuyệt thực rồi, nhưng mà ngài thấy cái điều này nó không có kết quả, cho nên ngài đã từ bỏ. Vậy thì vì sao mà cô lại làm điều này? Cô mới nói rằng những người mà viết lại kinh sách Phật giáo á, người ta đã bỏ bớt cái yếu tố này, người ta không còn muốn nói tới cái chuyện á là chính nhờ Đức Phật ngài tu khổ hạnh, chính nhờ Đức Phật ngài tuyệt thực thì ngài mà chứng đắc đạo quả. Chứ còn không có cái giai đoạn mà ngài tuyệt thực và ngài tu khổ hạnh đó, như vậy làm sao mà ngài đắc đạo quả được? Thành ra người ta cứ không có muốn cho người khác đắc quả, thành ra người ta phải nói rằng đừng có tu khổ hạnh, chứ còn không tu khổ hạnh thì không thể nào đắc đạo quả được cả. Thì quý vị thấy là không phải dễ để mà một người mà có được chánh kiến, có được một cái sự hiểu biết đúng đắn. Sách vở đã ghi ra, Đức Phật đã nói trong những cái bài kinh là ngài đã tu tập, ngài đã thử qua khổ hạnh như thế nào và thấy nó không có tác dụng như thế nào. Nhưng mà cô này thì cô không có tin. Và sau đó thì cô đi lên Dharamsala và cô ở trên đó một thời gian. Thì có một lần cô cũng có gửi một cái thứ về, cô gửi bớt đồ về. Cô gửi bớt đồ, cô nói rằng là nếu như những cái đồ mà cô gửi, mấy cái bình bát, cô cũng có bình bát, nhưng mà khi cô lên trên núi cô không cần bình bát nữa, cô gửi mấy cái chiếc chiếu lại.
thì cô mới gửi vì cái thư cô nói rằng là nếu như trong vòng 5 năm mà không thấy cô về á, thì biết rằng là cô đã tịch rồi, thì những cái vật dụng của cô thì cứ đem đi cúng dường hay là chia cho người nghèo. Thì chưa tới 5 năm, mới khoảng 2-3 năm thôi, thì liệu pháp không có nhận được thư từ của cô nữa. Và sau đó đó thì tình cơ đọc một cuốn sách của sư Bụ Trí Dịch, của Suối Nguồn Diệu Giác, viết về về lịch sử của các vị thánh tăng và thánh ni. Thì cuối cuốn sách đó, mới thấy sư Ly rằng là hồi hướng cho cô Lưu Bích Thủy đã từ trần ở Ấn Độ. Thì khi đó mới biết rằng là cô đã qua đời rồi. Và sau đó có tìm hiểu đó, thì được biết hình như là cô đi trên xe và chiếc xe bị tai nạn cho nên cô qua đời. Có lẽ là khi đó cô cũng chưa có tìm được cái hang hay sao đó. Thì nghe có một cô có gặp một quỷ, có một số sư cô trên đó đó, thì họ nói rằng cô đi tìm hang hoài mà rất là khó. Và thì cô này cũng gọi là như là đang trên đường đi tìm đạo mà hy sinh cái thân mạng của mình. Thì để mà nói rằng đó là đi tìm đạo thì không phải là một điều dễ dàng. Ngay từ ngày xưa Đức Phật Ngài cũng đi tìm đạo mà không có dễ. Thì bây giờ mình á, nghe Đức Phật Ngài diễn tả những cái sự thật ở trong kinh á, mình cảm thấy nó quá dễ đấy, nó dễ dàng, dễ hiểu lắm. Ngài giải thích về cái sự hình thành của thế giới ra sao, sự hòa diệt thế giới ra sao, rồi giải thích vì sao mà mình có khổ, vì sao mình vui đó. Mình cảm thấy rất là đơn giản, dễ hiểu. Nhưng mà mình tưởng tượng đặt mình vào cái thế của Đức Phật ngày xưa đó, một mình Ngài đi tìm mà không có ai dạy cho Ngài những cái điều này cả. Và Ngài cứ đi tìm hết thầy này tới thầy khác, và sau đó thì từ giả thầy để từ đi tìm một mình. Thì ở trong trong cuốn đại phẩm Mahavaka của bộ Vinaya Pitaka, tức là tàng luật, thì Đức Phật Ngài cũng có kể lại, tức là trong cái giai đoạn khi mà cái đêm mà Ngài chứng đắc đạo quả. Ở đây thì cũng có một cái chi tiết nữa, cũng hơi khác giữa hai cái lịch sử. Bởi vì nếu như quý vị mà đọc lịch sử của Đức Phật Thích Ca, mà trong cả những cái cuốn sách mà viết cho gia đình Phật tử á, hay thì thường thường mình hay nói rằng, nghe rằng là Đức Phật Ngài ngồi thiền 49 ngày và sau đó thì Ngài chứng đắc đạo quả, tức là Ngài ngồi thiền Ngài chứng đắc sau 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng mà nếu như mà mình đọc bộ đại phẩm á, thì mình lại thấy rằng là Ngài chứng quả ngay trong một đêm, ngay cái đêm đó, tức là cái ngày hôm đó Ngài từ bỏ khổ hạnh, Ngài đi xuống sông Ni Liên Phiền để tắm, và Ngài dùng sữa, dùng thức ăn của Sushata, và sau đó thì Ngài nhận một nắm cỏ của cái người của người thợ cắt cỏ, của người chăn bò, rồi Ngài trải dưới gốc cây và Ngài bắt đầu ngồi thiền. Và trước khi mà ngồi thiền đó thì Ngài cũng có nguyện rằng là nếu như mà Ngài không có tìm ra được đạo quả giải thoát đó, thì Ngài sẽ không có rời khỏi cái gốc cây này. Thì ngay đêm đó đó thì Ngài ngồi dưới gốc cây và Ngài quán cái gì để Ngài thành đạo. Thì trong cuốn đại phẩm giai đoạn kể lại cái giai đoạn đầu tiên khi mà Đức Phật ngài kể lại khi mà Ngài thành đạo ở dưới gốc cây, Ngài ngồi thiền á, thì Ngài đã quán sát cái gì để mà thành đạo, thì chính là Ngài quán sát thập nhị nhân duyên hay là lý duyên khởi. Nói về cái việc tu tập cái sự giác ngộ của Ngài như thế nào, Ngài suy nghiệm cái gì để mà Ngài chứng đắc đạo quả. Thì đây là cái tàng luật, đây là cái bài đầu tiên, cái phẩm đầu tiên của tàng luật. Và chương này gọi là chương trọng yếu, và phần 1 này thì nói về sự giác ngộ của Đức Phật. Thì lúc bấy giờ đó thì Đức Thế Tôn ngự tại Uruvela bên bờ sông Ni Liên Thuyền, nơi của cây Bồ Đề, và vừa mới hoàn toàn giác ngộ. Khi ấy Đức Thế Tôn đã ngồi với Thế Kiết Già ở cội cây Bồ Đề trong 7 ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. Khi ấy vào canh một của đêm, Đức Thế Tôn là suy nghiệm về sự sanh khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều. Tức là quý vị thấy rằng á, thực ra là khi mà Đức Phật Ngài tu tập, Ngài xuất phát, Ngài ra khỏi cung điện
Bởi vì Ngài thấy rằng dù người giàu hay người nghèo cũng đều khổ cả. Cái khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, của người thương mà phải xa lìa, của người ghét mà phải gặp gỡ, của những điều mong cầu mà không được, và của cái ngũ uẩn mình đang chấp thủ đây. Ngài mong là tìm cầu khỏi cái khổ đó. Thì thường thường thì cái mà xuất phát đó, Ngài mà đặt ra câu hỏi vì sao mình khổ, vì sao mà chúng sanh khổ. Thì với những người khác á, những có người á, người ta cũng ít suy tâm như vậy, thì có người cho rằng khổ là bởi vì cái định mệnh, mỗi người sinh ra có một cái định mệnh như vậy. Người này bị cái định mệnh này khổ thì người khác cũng phải, người khác có cái định mệnh đỡ hơn. Rồi thì có người á, nói rằng đó là ý Chúa, có ý của một vật thượng đế, vâng vâng. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài xuất phát từ cái khổ thì Ngài mới thấy rằng á, sợ gì mình có khổ, có sầu bi đó, là bởi vì mình có sanh ra. Bởi vì mình không có sanh ra thì đâu có cái thân này để mà khổ đâu. Thành ra sợ gì mà có khổ đó là bởi vì có sanh ra. Rồi Ngài mới tự tìm hiểu tiếp là vì sao mà mình có sanh ra. Thì mình có sanh ra đó là do mình có một cái năng lực, phải có một cái năng lực đi tái sanh, có một cái ý muốn rất là mạnh mẽ đi tái sanh. Khi đó mới có sự gặp gỡ giữa cái thức, cái ý muốn này với là cha mẹ thì mới có thể tái sanh được. Thành ra chính cái cái mà tham muốn đi tái sanh đó, cái sự chấp thủ đó đó, nó là lại là cái nguyên nhân kể cận. Rồi vì sao mà có cái chấp thủ này, đó là do có ái. Thì như vậy đó, thì Ngài đi từ từ thì Ngài xuất phát là từ cái tinh tâm, tình trạng là khổ đau của chúng sanh, và cuối cùng đó thì Ngài đi con trở gỡ từng mũi và để tìm qua cái nguyên nhân tiếp theo của từng cái mắc xích như vậy là cái gì. Thì cuối cùng là Ngài tìm ra rằng cái nguyên nhân mà sâu dày nhất, cái nguyên nhân mà sâu sắc nhất mà nó tên ẩn trong tất cả mọi người chính là vô minh. Và vô minh đó ở đây là gì? Thì trong Thanh Tịnh Đạo hay là trong bộ trong A Tỳ Đàm là bộ Pháp Tù đó, thì có định nghĩa vô minh đó là không có biết rõ sự thật. Mà sự thật ở đây là gì? Sự thật ở đây là trong Đạo Phật á, có nói tới bốn sự thật thôi. Đó là khổ, tập, diệt, đạo. Nhiều khi mình nói rằng vì sao mà trên đời có nhiều sự thật lắm, mà trong Đạo Phật thì chỉ nói có bốn sự thật này thôi. Hai sự thật của thế gian và hai sự thật đưa đến xuất thế gian. Sự thật của thế gian tức là ai cũng có khổ cả, và những cái khổ này nó có một cái nguyên nhân rõ ràng, chứ không phải tự nhiên thơi thơi mà có khổ. Rồi có hai sự thật đưa đến xuất thế gian, tức là khổ như vậy nhưng mà vẫn có sự diệt khổ và có con đường đưa đến sự diệt khổ. Vậy thì Đức Phật á, Ngài xuất phát là ngài cũng là một chúng sanh có vô minh như mình, nhưng mà rồi sau những cái ngày tháng tu tập, sau khi mà Ngài hành thiền quán, Ngài quán sát, để Ngài quán sát thập nhị nhân duyên, quán sát sự thật ở trên đời đó, thì Ngài tuyên bố rằng là Ngài thành Phật. Thì Ngài thành Phật á, thì có một cái bài kinh mà nói lên cái sự tuyên bố của Đức Phật, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên. Quý vị chắc cũng đã từng nghe nói rất là quen thuộc, tức là khi mà Ngài vừa mới thành đạo thì Ngài nghĩ tới cái việc là sẽ thuyết pháp cho ai đây. Thì Ngài nghĩ tới hai vị thầy đã từng dạy đạo cho Ngài, là những người có cái trình độ tâm thức rất là cao và những người có ấn sâu dày đối với Ngài. Nhưng mà hai vị này đều đã qua đời, cho nên Ngài đến Vườn Lộc Uyển để giảng cho nam em Ngài Kiều Trần Như. Thì lúc bấy giờ khi mà Ngài gặp năm vị này đó, thì quý vị thấy rằng cái bài pháp đầu tiên là cái bài pháp quan trọng nhất, bởi vì Ngài tuyên bố Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, và Ngài tuyên bố cái pháp của Ngài thì Ngài phải trình bày cái pháp đó một cái cách mà nó cô đồng xúc tích, một cách đầy đủ để nói lên toàn bộ cái ý nghĩa giáo pháp, cái giá trị của giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ được. Thì ở đây đó, cho nên cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, cái bài kinh nó cũng có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, vì nó tóm tắt những cái tinh hoa của giáo lý Đức Phật. Thì trong cái bài kinh này á, thì Đức Phật Ngài có nói rằng thì quý vị cũng nhớ là nếu như ngày xưa năm anh em Ngài Kiều Trần Như đã từng tu tập, đã từng hầu hạ rất là quý mến Ngài, cùng theo gương Ngài để mà tu, nhưng mà thấy Ngài từ bỏ cái chuyện khổ hạnh, đi xuống suối tắm và nhận thức ăn của nàng Suchita đó, thì họ đã bỏ đi.
Nhưng mà khi mà họ thấy Đức Phật trở lại đó, thì họ 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 nói rằng, chà, họ đứng bên xa đó, họ nhìn họ nói là sao Sa môn Gotama đã trở lại, ông bây giờ đã bỏ cái đời sống khổ hạnh, ông sống theo cái đời sống là hưởng lạc rồi, bây giờ mình ông không có thèm chào nữa, nếu như mà ông ta tới đó thì cứ để ông ta ưa ngồi thì ngồi, ưa đi đâu thì đi, mình không có thèm quan tâm tới, nghe không? Mấy ông dặn dò nhau như vậy. Thì nhưng mà dặn dò thì như vậy đó, nhưng mà đến khi Đức Phật đi tới, thấy cái oai nghiêm, cái hào quang, cái dung màu thù thẳng của Đức Phật, một cái oai đức rất là mạnh mẽ, khiến cho họ tự nhiên họ phát cái tấm cúng kính lạ lùng. Cho nên người thì đi lấy nước để rửa chân cho ngài, người thì lấy khăn để lau chân, có người thì lấy tọa trải tòa cù cho ngài ngồi, rồi có người thì đem nước cho ngài dùng. Thì khi đó đó họ mới gọi ngài là bạn thôi, đạo hữu Gotama thôi. Thì chữ đạo hữu tiếng Pali là chữ Avuso, tức là dùng cho những cái người bạn mà cùng tu mà gọi nhau. Thì khi mà Đức Phật ngài ngồi vào rồi đó, thì những cái vị này vẫn gọi Đức Phật á, là bằng đạo hữu. Thì khi mà nghe người ta gọi như vậy thì Đức Phật mới nói với các vị này đó, này các vị khưu, đừng có gọi Như Lai bằng tên và đừng có gọi là đạo hữu, bởi vì Như Lai là vị A La Hán chánh đẳng giác. Này các tỳ kheo, hãy lắng tai nghe, ta sẽ chỉ dạy pháp bất tử đã đạt được, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Thì quý vị thấy rằng đó là khi mà ngài nói rằng là ngài đừng có gọi ngài là đạo hữu nữa, bởi vì ngài đã trở thành một đức Phật á, thì mấy vị này họ cũng vẫn gọi đạo hữu, họ nói là nay đạo hữu, ngày xưa đó ngài có cái hành kiện như vậy, ngài thực hành như vậy, ngài theo đuổi khổ hạnh như vậy, đến nỗi mà không còn cái pháp nào siêu việt mà ngài không có thực hành, vậy mà ngài không có đạt được. Huống gì bây giờ ngài là người lợi dưỡng, người đã bỏ dở dang cái việc tu hành, trở lại sống cái đời sống sung túc, thì làm sao mà đạt được cái pháp thường nhân và làm sao mà đạt được cái trí kiến của bậc thánh được. Thì khi mà các vị này nói như vậy đó, thì Đức Phật ngài nói rằng là này các tỳ khưu, Như Lai không phải là kẻ lợi dưỡng, Như Lai cũng không có bỏ dở việc cái tu hành và cũng không có trở lại cái cuộc sống sung túc. Và bây giờ đó, Như Lai là vị A La Hán chánh đẳng chánh giác. Thì ngài nói tới lần thứ ba thì mấy người này đó họ cũng không có tin. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là này các tỳ khưu, các ngươi có nhớ rằng là trước đây ta không hề nói cái điều này hay không, tức là trước đây ngài không bao giờ ngài tự xưng ngài là Đức Phật cả. Thì mấy người vì là đúng, trước đây thì ngài không có nói rằng là ngài đã thành Phật. Thì ngài mới nói rằng đó là ta từ trước đến nay là ta chưa bao giờ nói dối về các ông cả. Khi nào mà ta chưa có chứng ngộ đó thì ta nói rằng ta chưa chứng ngộ, mà chỉ khi nào ta chứng ngộ rồi đó thì ta mới gọi là ta chứng ngộ. Thì và sau đó đó thì ngài bắt đầu, ngài xuất phát từ ngài giảng, tức là ngài này có hai cực đoan vân vân. Thì ở đây đó liệu pháp không còn muốn giới thiệu nội dung của cái bài kinh chuyển pháp luân, nhưng mà chỉ muốn nói một câu, trích một câu trong cái bài kinh này, mà chỉnh trong mà cái bài kinh này á, cái câu này đó thì nó tuyên bố về cái sự giác ngộ của Đức Phật là này các tỳ kheo, cho đến khi nào mà trí kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân và 12 thể trong bổn chân lý cao thượng này chưa được thanh tịnh, thì ngày đó ta chưa có công bố về sự tối thường chánh đẳng chánh giác, là ta đã hoàn toàn giác ngộ ở trong thế gian, có cả chư thiên ma vương phàm thiên cho đến sa môn bà la môn các hàng chư thiên và loài người. Này các tỳ kheo, bởi vì trí kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân và 12 thể trong bổn chân lý cao thượng này được thanh tịnh mà ta mới công bố. Thì quý vị thấy rằng đây giống như là một cái câu công bố rất là rõ ràng của ngài, tức là ngày nào mà ngài chưa thấy được bổn chân lý cao thượng, tức là tự diệu đế, mà ở đây có cái từ là ba luân 12 thể. Cái từ ba luân 12 thể này có lẽ là hơi lạ với quý vị. Thật ra thì ba luân tức là pháp học, pháp hành và pháp thành. Và ba luân đó mà nhân cho bổn đế, tức là bổn chân lý cao thượng, thì thành ra là 12 thể. Và pháp học, pháp hành và pháp thành là như thế nào? Tức là chẳng hạn như với sự thật đầu tiên, tức là sự thật về khổ, thì đầu tiên hết á, là phải biết rằng đây là khổ, thì điều đó nên biết.
Đầu tiên ở đây là khổ, tức là mình phải xác nhận rằng đây là khổ và đây là khổ cần nên biết, và thứ ba là đây là khổ đã được biết. Bởi vì có những người không biết rằng đây là khổ, có người cứ nghĩ rằng đó là vui, cho nên đầu tiên phải biết rằng đây là khổ. Và mỗi cái chân lý đó có một cái phần sự, mình phải làm một phần sự khác nhau. Khổ đó không phải là để mà tu tập, khổ không phải là để mà chứng nghiệm, mà khổ đó là để mà nhận biết. Phải nhận biết đó là khổ. Thật ra khổ cũng không phải là diệt đâu quý vị. Khi mình tu đó mình không phải diệt khổ, mà mình diệt cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Thành ra đó, trong ba luân 12 thể đó, thì khổ là nên biết, tập á là nên diệt, diệt á thì là nên chứng, và đạo á thì nên tu, thì nên tiến hành. Thành ra đó, mỗi cái sự thật là có một cái phần sự khác nhau, chứ không phải là mình lẫn lộn như vậy. Thành ra khi với một cái khổ đó thì mình chỉ nên nhận biết đây là khổ mà thôi. Chứ còn mà khổ rồi đó, nó đã có cái khổ. Chẳng hạn như cái thân này, mình nhận ra rằng á, già là khổ, bệnh là khổ, thì mình phải có ghi nhận cái sự già là khổ. Chứ bây giờ quý vị, hoặc là bệnh là khổ đó, mà bây giờ quý vị nói rằng có cái thân này là khổ, quý vị giết cái thân này đó, thì nó trở thành trật. Nhưng mà vì mình biết rằng mình chỉ giết cái nguyên nhân để mình chỉ giết cái nguyên nhân để khiến có cái thân này thôi. Thành ra là cái nguyên nhân của khổ đó chính là tham ái. Thì trong cái bài kinh này đó, Đức Phật ngài tuyên bố rằng cái sự giác ngộ của ngài ở đây đó chính là sự giác ngộ về bốn sự thật. Mà mình bây giờ đó, mình ngồi mình nghe đó, mình thấy bốn cái sự thật này á, nó rất là đơn giản. Khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ, rồi con đường đưa đến sự diệt khổ, mình thấy rằng thì cũng bình thường thôi, vì mình nghe cũng rất là quen. Tức là giống như là người có bệnh, mình phải tìm ra cái nguyên nhân của cái bệnh đó, rồi phải làm sao cho lành bệnh, rồi mua uống thuốc cho bệnh lành, thì mình thấy rất là đơn giản. Một cái sự hiểu biết chính xác cả vì cái gì là khổ, rồi cái gì là nguyên nhân của khổ đó, không phải dễ. Rồi làm sao mà tu tập như thế nào để mà diệt khổ được, bởi vì bao nhiêu người đi tìm đường diệt khổ nhưng mà đâu có diệt được đâu. Thì ở đây đó, con đường đưa đến sự diệt khổ ngài đã tìm ra được, đó là bát chánh đạo, hay là gọi tóm gọn hơn tức là giới, định và tuệ. Người tranh cãi nói rằng là bây giờ mình tu theo tiểu thừa thì có thành Phật không, mình tu theo đại thừa thì có thành Phật không, hoặc là mình tu tịnh độ có thành Phật không, mình tu thiền có thành Phật không. Thì đôi lúc mình có khởi lên cái ý niệm so sánh tu theo cái thừa nào mới thành Phật, tu theo cái tông nào mới thành Phật. Thì Đức Phật ngài có khẳng định rồi, ngài nói rằng là bất cứ ở đâu, dù là trong đạo Phật hay ngoài đạo Phật, mà người nào có thực hành bát chánh đạo thì người đó có thể chứng đắc đạo quả. Thành ra bây giờ quý vị ở trong tiểu thừa cũng được, quý vị ở trong đại thừa cũng được, quý vị ở trong thiên chủ giáo cũng được, mà nếu như quý vị có thực hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì quý vị cũng sẽ thành Phật thôi. Bởi vậy cho nên là cũng có những cái người mà gặp sinh ra gặp cái thời không có vị Phật, không có giáo pháp của Đức Phật, vậy mà họ vẫn chứng đắc được, đó là những vị Phật độc giác. Phật độc giác là những cái người mà tự mình giác ngộ, không có thầy nào chỉ dạy cả. Thì do những vị này đó, họ tự mình tìm tòi, nhưng mà họ cũng đã tu tập theo được bát chánh đạo. Thành ra cái quan trọng á, là cái phương pháp tu hành của mình nó đúng với bát chánh đạo không. Mà bát chánh đạo thì nó tạm chí thì nói rất là khó nhớ. Thì bây giờ quý vị có thể nhớ tóm tắt hơn là phải có giới, định và tuệ. Giới tức là nó ngăn ngừa những cái pháp bất thiện ở trong thân tâm của mình. Quý vị thấy rằng nếu như mà mình tu tập mà mình không có cái giới lần đầu á, thì rất là khó để mà đưa tới cái sự giác ngộ. Giới ở đây là những cái hàng rào nó ngăn ngừa để cho mình không phải xa vào những cái ác đạo, trộm cắp mình cũng sẽ bị những cái ác thú, những cái vô vào những cái cõi khổ liền. Thành ra những cái điều đó là những cái điều Đức Phật ngăn mình không nên làm. Mà mình không nên làm không phải để cho Đức Phật, mà để cho mình khỏi xa vào những cái bất, những cái ác pháp, để khỏi xa vào cái địa ngục, ngạ quỷ, những cái cõi khổ. Bởi vì theo cái luật nhân quả đó quý vị, mình vay một mình phải trả một, mình vay một mình phải trả trăm ngàn lần, phải trả cả triệu lần. Cho nên là cái sự vay mượn này á, theo cái luật nhân quả đó, vay lời dữ lắm, lời hơn vay ngân hàng nữa. Thành ra mình cố gắng giữ giới đi,
Bởi vì một người Phật tử đó, nếu như quý vị chưa có phương pháp hành thiền được thì quý vị cố gắng giữ giới. Phật tử giữ trong năm giới là quý vị phải nhớ là không sát sanh. Dù mình ăn chay được 100% thì tốt, còn nếu như quý vị không ăn chay được đó, thì những ngày nào mà không ăn chay thì quý vị cũng không có nên là sát sanh. Mình phải tránh sát sanh một cách tuyệt đối, đừng có đập muỗi, đừng đập ruồi, đừng có giết gà, giết vịt, đừng có làm cá, làm thịt, vân vân. Mình phải tránh sát sanh, bởi vì chính cái sát sanh mà mình sát sanh những con nhỏ bình thường mình nghĩ là không có sao đó, nhưng mà nó là huấn tập cho mình, nó trở thành có cái nghiệp sát sanh, mà cái nghiệp để ngon miệng mà thôi, nhưng mà nó đem lại cho mình á, là những cái quả khổ rất là lâu dài. À, quý vị thấy rằng á, là mình mà để mà mình đuổi muỗi đi thì rất là dễ, vào sau này có nhiều cái thuốc để mà đuổi muỗi đi lắm, hoặc là mình làm cửa lưới, mình đóng cửa lưới lại, hoặc là mình có cái loại thuốc đó mà mình xoa lên thì muỗi nó không có, nó tránh đi, nó không có tới. Sau đó khi mà mình biết giữ giới rồi đó, muỗi tới thì mình chỉ phủi nó thôi. Thật ra là không phải thiệt thuốc nào cũng diệt muỗi chết đâu, có những cái thuốc là người ta nó chỉ làm cho con muỗi nó không có chịu được cái mùi nó bay đi thôi à, chứ không phải là làm cho muỗi chết, cái mùi khó chịu khiến cho nó bay đi. Thì mình tập một thành một cái thói quen là mình đừng có sát sanh, rồi mình đừng có trộm cắp. Bởi vì quý vị biết nhiều khi mình thấy cái nắm giới thì nghe dễ lắm, nhưng mà mình phải giữ làm sao tâm niệm rằng là đừng có bao giờ mình lấy một cái gì của ai, dù là lớn hay nhỏ, dù người ta để quên mình cũng, mà không mình biết của người ta thì mình không có lượm, thì lượm của rơi mình không có lượm, hoặc là mình lượm thì mình đem tới đồn cảnh sát mình đưa cho họ, vân vân. Là tập làm sao mà mình có cái tánh quang minh chánh đại, đồ của ai thì để của người ta, dù có người ta hay không có người ta, mà đồ của người ta nó không dính dáng gì tới mình hết á. Mình tập một cái tánh như vậy lâu ngày mình thành cái người chính trực rất là quen. Rồi cái giới thứ ba là giới không nói dối đó. Cái giới này mình rất là dễ phạm, bởi vì mình nhiều khi mình không còn muốn nói thật ra sự thật, sợ mất lòng. Nhưng mà mình nói lão á, nó có thứ nhất là nó hại cho mình, hại cho mình trở thành mình phạm vào cái giới. Mà cái người nào mà phạm giới mà nói dối đó thì cũng nhiều lần không ai tin mình cả. Mình trở thành người mang tiếng là ông cùi, thân cùi, cùi chuyên nói lão. Thành ra đó, mình nói dối thì mình mất uy tín. Đầu tiên là mình là người mất uy tín, và thứ hai nữa là nói dối nó cũng là cái ác nghiệp, nó cũng sẽ đưa mình tới những cái quả báo rất là xấu. Chẳng hạn mà trong nói dối này nó không phải chỉ có một mình nói sai sự thật đâu quý vị. Nói dối trong cái giới nói dối nó có bốn chi nhỏ nhỏ sống nữa, tức là nói dối này là nói sai sự thật đó, rồi nói cái lời độc ác, rồi nói cái lời chia rẽ, và nói cái lời vô ích phù phiếm đó. Thành ra là mình phải tới bốn chi chứ không phải là nói sai sự thật thôi. Ở đây đó, thì để nói rằng là cái sự giác ngộ của Đức Phật, ngài là ngài nói rằng là ngài chỉ hiểu được bốn cái sự thật đó thôi đó quý vị. Tức là ngài hiểu về lý duyên khởi, do tu về lý duyên khởi ngài hiểu ra được sự thật, và cái sự thật ngài hiểu ra đó chính là, nói tóm tắt chứ chính là khổ, tập, diệt và đạo. Thì nếu như mà mình đi con đường thế giới, mình đi cái con đường thế gian, tức là mình cứ tham ái cho nhiều, tham ái chính là tập đó, thì mình khổ càng nhiều, càng tham ái nhiều là càng khổ nhiều. Đó là hai sự thật của thế gian, tham ái chừng nào thì khổ chừng đó. Và cái con đường xuất thế gian đó là nếu như người nào tu tập bát chánh đạo và giới định tuệ đúng đường đúng pháp thì chắc chắn người đó sẽ có được sự diệt khổ, chạy đi đến niết bàn. Thì rất là rõ ràng, thì sự giác ngộ của Đức Phật đôi lúc mình hiểu cái gì rất là cao siêu, nhưng mà chỉ từ bốn cái điều này thôi, khổ tập diệt đạo mà thôi. Thấy Đức Phật ngài nói nhiều thì thiệt là nhiều đó, nói cùng của cùng thì cứ tóm tắt là nói về khổ và sự diệt khổ mà thôi. Khổ, bởi vì sao khổ? Đó là do tham ái và vô minh. Rồi làm sao để diệt khổ? Là phải tu tập giữ định tuệ. Thành ra nhận ra được khổ, nhận ra được nguyên nhân của khổ, nhận ra được sự diệt khổ, và con đường đưa đến sự diệt khổ chính là sự giác ngộ của Đức Phật. Thì sự giác ngộ này, từ cái sự hiểu biết này mà ngài giải thích ra tất cả với người này ngài giảng kiểu khác, với người khác ngài giảng kiểu khác, nhưng mà cuối cùng thì chỉ nằm trong tổng gọn ở trong bốn sự thật cao quý hay là tự diệu đế mà thôi. Dạ thì có lẽ hôm nay chị xin dừng lại ở đây để bởi vì đề tài hôm nay cũng để nối tiếp cái đề tài tuần trước đó. Tuần trước nói về lý tưởng Bồ Tát, và tuần này thì nói về sự giác ngộ của Đức Phật, để mình hiểu thêm được những cái khái niệm cơ bản, thế nào là Bồ Tát, thế nào là một vị Phật, và một vị Phật thì giác ngộ cái gì,
cái gì khiến cho một người từ phàm phu trở thành một vị Phật? Thì chính cái bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài nói rất là rõ, chính nhờ giác ngộ tự diệu đế mà ta mới tuyên bố là ta thành Phật. Còn mà chưa chừng nào chưa giác ngộ tự diệu đế đó, thì chưa có thể công bố là một vị Phật được. Thì mình đọc những cái bài kinh tuy là ngắn ngủi như vậy, nhưng mà là những cái lời tuyên bố rất là xác thực. Thì bây giờ Liệu Pháp xin được dừng lại ở đây, làm cho cái phần pháp đàm tiếp theo. Nam Mô Bụt Thầy.